Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng mời quý chú mình ghé lại vườn của anh Vinh quý chú ơi. Có địa chỉ tại chợ Quan, khu Bình Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long ha. Hôm nay thì ảnh có clip xả hàng nha quý chú. Mình xả hàng nhanh gọn lẹ luôn. Một số cái cây. Đây cây mini. Nói chung là giá mềm cho quý chú chơi và có những cái combo luôn ha. Thì có cặp đôi đồ luôn. Con mời quý chú cùng gặp lại anh ha. Anh báo giá nhanh cho mình lựa luôn quý chú ơi. Clip cây giá rẻ. Rồi em chào anh Vinh ơi. Chào Khánh, chào toàn thể quý cô chú đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây nha. Đến clip hôm nay thì em có một lô xả hàng giá rẻ về cô chú chơi tập chơi và mấy người mấy cái cây này thì tập chơi cho vui cũng đẹp nha cô chú. Dạ. Em giá rẻ giá yêu thương nha. Dạ em xin vào cây số 1. Mini rồi thành phẩm bán thành phẩm dạ, có đầy đủ nhiều anh chủng ha. Loại cô nhiều rồi thôi chủng loại có cô luôn. Chú. Dạ. Rồi đầu tiên là một cây Hoàng Anh Mộc. Hoàng Anh Mộc, cây dạ. Này bữa nay tốt và xum xê nè. Cây này đẹp luôn rồi quý chú, đẹp văn, nhưng mà giá mềm nha. Cốt cành nuôi lớn, sạch dây rồi, về cắt cho chi cành nó, ủa cho lá nó nhỏ thôi. Dạ. Bấm lại, em bấm lại. Chưa có kịp bấm á, em xin về thông số chiều cao 72, tổng tán như vậy là 60. Dạ. Còn hoành thân em đo tại đây là 16. Rồi cây Hoàng Anh Mộc số 1 này em giao lưu với cô chú không chậu 500 ngàn ạ. Cái này 500 thôi anh hả? 500 thôi. Này quá nói chung là xả hàng rẻ cho cô chú mình, em thu hồi vốn thôi. Cô chú mình chơi nha. Cái này mà 500 thôi mà anh bao ship tới nhà luôn này cô chú, quá đẹp luôn. Đường cong này, đường thân này, cành một, cành phong rồi cành điểm đâu có đầy đủ cô chú. Dạ. Rồi, em xin đổi cây. Ủng hộ anh ha cô chú, clip xả hàng. Dạ. Nhiều cây giá rẻ. Số 2. Ở cây cao cao đó luôn đi anh. Rồi, cây trà Phúc Kiến nha. Trà Phúc Kiến. Thêm một cây này là cây ngâu. Ngâu. Rồi hai cây này 500 ngàn của chú ơi. Hai cây tới luôn. Dạ, hai cây 500 ngàn. Mã số 2. Em xin quay vòng thông giờ thông số nha. Dạ. Rồi, rồi. 500. Chiều cao là 80. Rồi anh Quỳnh Thân đo tại đây. Đây là 15 nha cô chú. Còn cây này chiều cao 23. Thôi khỏi đo. Quỳnh Quỳnh Thân kìa. Ngón tay. Bằng cái chiếc khung giữa chiếc lông. Rồi hai cây này 500 ngàn nha cô chú. Hai cây 500 đặt rồi cho mã số 2. Trà này thì sửa thân lắm. Rồi em xin đổi cây. Dạ. Dạ. Rồi số 3 là một cặp cây tùng và một cây kim quýt nha. Dạ, tùng kim. Dạ. Một cây tùng Đài Loan, một cây kim quýt. Cây tùng và cây kim quýt. Cây kim quýt còn có nửa mảnh thôi chú. Nửa bên này còn lại nhưng mà nó như con cào cào hay là con gắn mối gì bò vậy nha cô chú. Nửa mảnh. Dạ. Mình thân này cỡ cái chiếc lông đầu lớn chiếc lông nha cô chú, cây tùng. Rồi chiều cao ở đây là 58. Còn cái này nó bự hơn chiếc lông nè. Đây, rồi chiều dài của cây này. Đây là nó 40 cô chú. Rồi một cặp này em ship cho cô chú luôn là 500 ngàn ạ. Cho mã số 500. 3. Số 3. Đó. 500 ngàn. Rồi em xin đổi cây. Dạ. Số 4. Đây là một cặp nữa. Đây, cây trà. Cây trà với một cái thiên tế anh thiên ha. Tế. Số 4 cặp này cũng 500 đúng không chú? Chiều cao của cây trà, đây là 60. Tổng tán như vậy. Đây là 39. Còn mình thân đo tại đây, đây là nó 11 đúng không chú? Còn cái thiên tế đây. Mình thân đây là 16. Chiều cao chỉ có 9 phân thôi. Rồi cặp này em giao lưu với cô chú 500 ngàn. 500 thôi mà số 4. Rồi, em xin đổi cây ạ. Chơi cây trà đó không cũng đẹp chút. Dạ. Số 5. Đây là một cây tùng. Cây tùng. Dạ. Cái này. Với cây túc đi. Cây tùng với túc anh hả? Cây tùng với cây túc. Cây tùng với cây sọp đột đỏ hả? Sọp đột đỏ. Cây sọp đột đỏ này khéo nha cô chú. Đây bonsai khéo nha. Mini. Mini. Bonsai khéo ạ. Nói chung hai mặt đều đẹp nha. Đây cây túc đây. Rồi cây tùng nó như vậy đây. Rồi em xin vào thông số. Cây tùng đang ra lọc non luôn. Chiều cao 64. Tổng tán như vậy đi. Đây là 39. Hoành thân ở đây là 8 nha. Còn cây túc nó chiều cao 18. Tổng tán như vậy là 26. Còn đâu hoành thân luôn đi. Hoành thân như vậy là 14 nha cô chú. Rồi hai cây này em giao lưu với cô chú là 600 ngàn. Cặp này 600 ngàn cô chú. 600 ngàn. Dạ. Mã số 6. Rồi. Rồi.
xin lỗi cây. Đây một cái tùng với cái kim. Số 7. Ừ, số 7. Tùng và kim quýt. Dạ, yeah, cái tùng và kim quýt. Quýt mini. Cái tùng này cũng vậy đâu. Nhỏ nhưng mà cũng nuôi bán được. Một cây tặng một cây thôi. Hai cây này là 600 ngàn cô chú. Chiều cao 76. Khá tổng tán vậy là 58. Còn cái củ này lớn lắm cô chú, cái tùng này tôi củ to lắm chứ chặt nở nha. Hoành thân cho đó là 8. Đây, cái củ nó bự ra lắm nè. Còn cái kim quýt. Hoành thân em đo đây là 12. Chiều cao về 19. Tổng tán ngang về 27. Rồi cái này cái kim quýt này trực lắc nha cô chú. Trực lắc lồng khéo. Một cặp thì em chỉ 600 ngàn thôi cô chú. Cặp 600. À. Bao ship cho mình luôn. Bao ship luôn. Nhà. Rồi em xin đổi. Yeah. Rồi số 7. Số 8. Tiếp tục số 8. Một cây tùng nữa. Rồi cây tùng dáng bay. Cây tùng này để cho cái nào làm. Rồi vậy đi. Cây tùng này cây tùng đơn đi. Chiều có ghép một vài cái bo độc đỏ. Có ghép bo độc đỏ. Chiều dài nó là 63. Mình thân ở đây là 7 nha cô chú. Dạ. Rồi cây này em giao lưu với cô chú là 300 ngàn thôi. 300 anh hả? Dạ. À, cây sưởi không bay lắc lượng như nào. Về mình vừa chơi vừa nuôi thêm. Rồi mã số 8 300 ngàn. 300 ngàn. Dạ. Mã số 9. Đây. Hai cây đi. Số 9. Tùng nữa. À, cây tùng và cây chiếu thủy sắp đế trực lắc nha. Này nó ra cái mầm đúng chân vị trí luôn cô chú. Cái này khi đi em ship thùng mót là nó không hư đâu. Rồi em xin vào thông số. Bình thân tại cổ đế đây là 20 cô chú. Chiều cao cái phôi này không có trừ hao. Ở đây là 18. Còn cái tùng này cỡ cái viết long nè. Chiều cao 39. Tán ngang như vậy là 32. Rồi cặp này em xin giao lưu với cô chú là 600 ngàn ạ. 600 thôi anh hả? À, 600 thôi. Cho mã số số 8 hả chú Chính? 8. Cho mã số 8, 600 ngàn cô chú. Cái thân cây trực lắc này khéo lắm người chú. Còn cây tùng thì về đổi cái chậu đẹp lên là nó thấy nó sang trọng lên nè. Rồi xin đổi cây. Rồi. Số 9. Này mình bán thôi từ cây đi. Cây đi anh ơi, cây này to quá. Cây to, to quá. Cây này đây, thì bán này, lẻ đi. Bán lẻ nè. Hai cây. Cây này là nu đột biến nè cô chú. Nu đột biến. Mai chú thủy nu đột biến. Dạ. Nếu cô chú mà thích cây rộng cây chữ trực lắc gì cũng được, hoặc là rộng cây bay gì cũng đẹp nha cô chú. Nó có hai cái điểm để mình cho mình bố trí cái tán nè. Dạ. Rồi em xin vào thông số. Tổng chiều cao là 39. Tổng tán ngang như vậy là 55. Mình đang em đo tại thước đây. Ở đây là nó 20 27 á. Dạ rồi. Dạ. Rồi cái này em xin giao lưu với cô chú là 550 ngàn. 550 ngàn. Dạ, 550 ngàn. Nu đột biến. Dạ. Nha chú. Đây nu nhiều lắm. Cái này là mã số 9. 9. 550 ngàn. Rồi nu này nu lớn nha cô chú. Cái này khi mà càng lớn nữa cây nó sẽ nu đẹp lắm nha. Dạ. Rồi dòng cái nu nữa đây. Rồi. Rồi em xin đổi cây. Rồi số 10 cũng là nu đột biến luôn. Này cây này cũng dáng tương tự như vậy, nhưng mà cây này lớn hơn tí. Cây này vẫn giao lưu với cô chú là 550 ngàn luôn. 550 ngàn luôn. Dạ. Cho mã số 10. Rồi em Vinh xin vào thông số nha. Mình thân tại đây. Ở đây là 38 tại thước em đo. Chiều cao 35. Tổng tán như vậy là 40. Rồi mã số 10 em giao lưu là 550 ngàn. Dạ. Rồi em xin đổi cây. Rồi. Số 11. Số 11 là một cặp đi. Một cặp nữa anh ha. Một cây du với một cây chú thủy sắp đế nha. Cây du anh để y hình vậy đó, về mình cắt rồi lại ha. Cây về cắt lại nặng mình bố trí theo cái sở thích của mình nè. Rồi em xin vào cây thông số nha. Okay. Chiều cao của phôi sắp đế này là 19.
tán như vậy. Cái hoành thân như vậy là 21 nha. Còn hai cành này em thủ cho cô chú về mình rút lại nha. Chiều cao của cây dúi là 59. Cây du. Cây du. 22 hoành thân. Còn cái nồi xuống dưới đây là 60. Dạ. Dạ, một cặp này em giao lưu với cô chú là 900.000 ạ. 900. 900 cho một cặp này, mã số 11. Cái cây trực lắc này khéo, cây trực quân tử này khéo cô chú. Làm hai tàng đa tới nữa mình phóng vậy ha. Ở đây mình dựng ngọn lên. Có phong, có hai cành đối xứng cũng đẹp cô chú. Rồi, mã số này em xin giao lưu với cô chú là 900.000. 900. Dạ. Rồi, đổi anh ơi. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục cây gì ta? Cây tùng. Và một cây mai chú thủy đi. Hai cây luôn. Hai cây luôn. Rồi. Đây xả cho nó tùng mai. Rồi. Mai cây, nói chung là bán cây mai tặng cây tùng đi. Rồi, anh ơi. Bán cây mai tặng cây tùng đi. Bán cây mai tặng cây tùng. Cây mai này thì không còn mặt cắt nữa chú. Dạ. Nó lành hết rồi. Chiều cao 45. Hoành thân tại thước em đo đây là nó 21 nha. Rồi tổng tán như vậy là nó 49. Cái này bỏ cái cành này, bỏ luôn cái ngọn, chơi một cái cành này. Cành hồi về đây thôi ha. Cành hồi này không cũng đẹp nữa nè quý vị. Bỏ luôn hết này. Lấy một cành hồi thôi là cây cũng rất là khéo nha. Đúng cái dáng này luôn nè. Dạ. Rồi là mình quýnh bạc phong gió lùa ha. Cành hồi đây nè. Đó. Đúng rồi. Đó, tại vì nó ngoái lại theo cái đường thân này nè quý chú. Dạ. Nó duyên á. Dạ. Hoành thân của cây tùng đây là 18. Có cành hồi vậy thôi nha, chiều cao là 31. Cái tôm này. Dạ. Cho em coi cái này. Cái tôm này lửa mạnh đại còn lại. Chú tác ra hết đi, có còn nửa mảnh thôi, chơi cũng độc đáo nữa cây này nè. Dạ. Đó, tích lửa thì chơi cây này nè. Dạ. Đây còn cây này thì liền lạc sạch sẽ ha. Liền lạc không có quách cắt, nhưng mà cái gì làm như cách Khánh nói là rất khéo nha. Dạ. Rồi cặp này em giao lưu là không chậu là 900.000 nha cô chú. Cho mã số 12. 900 anh ha. Dạ. Rồi em xin đổi cây. Rồi. 13. Là cây mai chú thủy. Rồi, cây này sạch kẽm rồi nha. Nhưng mà cô này là em vào cái bonsai tứ diện thôi. Nó cũng lùng lực nha. Chiều cao 57. Tán em đo ngang như vậy là 55. Còn hoành thân tại cái thước em đo đây. Đây là nó 34. Rồi nó có củ vậy nè cô chú, tròn nha. Còn cái nồi em đo tổng cái nồi của mình đó. Có một củ tròn không mặt thẹo mà cắt gì nữa quý chú. Là 66. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú là 700.000 thôi. 700 thôi anh ha. Dạ, là cho mã số 13. Rồi. Rồi. Em xin đổi cây. Tiếp tục. 14. Cây me thái với me keo gì đây. Và dưới một cây chú thủy đi. Cây chú thủy. Nè, cây này khéo nha. Dạ. Cây này bonsai. Cho mã số 15. Một cây me keo lá cẩm thạch. Dạ. Dạ đây. Cây này dáng bay nha. Giờ bố trí lại cây bonsai dáng bay. Chiều cao nó 45. Tổng tán cành bay về là 80 nha cô chú. Cẩm thạch đầu hồng nha chú. Rất dạ. Đẹp á. À. Me nước. Dạ. Rồi đây còn là cây bonsai chiều cao là 21. Tổng tán từ đỉnh xuống là nó 26 nha. Còn cái hoành thân nó bằng cái chiếc lông em về đây. Chiều cao nó cũng cỡ chiếc lông. Đường thân thì lắc tượng đẹp nha. Thân thì lắc cho nó ha. Dạ. Cầm lên cho mẹ em luôn đi anh chứ. Đây. Rồi cặp này là nhiêu đây anh ha? Cặp này giao lưu với cô chú là 900.000. 900 hả cô chú ơi? Hai cây này cây là chơi bonsai được hết nha. Có dáng nó nét bonsai. 14. 14. 14, 900.000. Rồi. Rồi em xin đổi cây. Anh ơi. 15. Một cây tùng. Và một cây bonsai nữa đi. Tùng mai nữa đi ha. Ừ. Cây tùng cũng văn nhân luôn. Dạ. 15. Đó, một cốt sạch anh ha, cây tùng này dốt sạch nè. Cốt sạch, cây văn nhân tàn rớt, còn bên đây cũng có tàn cây văn nhân tàn rớt luôn nha. Hai cây phối lại, hai cây cũng duyên anh ha, hai cây lại. Để lại nhìn cũng có nét cây. Khá hợp luôn. Chiều cao 70. Hoành thân đây em đo tại cổ đế đây, đây là 12 nha cô chú, cái cũ thì nở. Còn cây này thì nó bằng chiếc lông, chiều cao của cổ cũng bằng chiếc lông nha. Rồi tán rớt từ đây xuống đây là 23. Đây, đường khéo nó là đường nè nét đó nè. Dạ. Chân thân rất là khéo nha.
Đó, một cặp như vậy em cho logo chú là 900 ngàn. 900 anh ha. À, dễ chơi không chú, cái này là đặc biệt luôn cái chậu nha chú, có tặng luôn cái chậu. Yêu chú cái tùng là đẹp luôn chú, cái tùng cái thân đẹp. Dạ. Rồi em xin đổi cây. 16. 16 này gì? Cây đi anh ơi. Cây, cây đi. Dạ. 16. Này giao lưu cô chú là 700 thôi, gút chậu có bầu. Rồi, nãy về cho mình nuôi ha. Dạ, về này nuôi, là... nuôi thời gian cái lâu này, rồi. Cây này nét cây nha cô chú. Có nét có dáng kiển thì mình nuôi lại cành nhánh nó dày lại rồi đẹp à. Này nó mới có nhánh hơi lao gao, nó chưa thấy phụng dĩ không. Chiều cao 40. Tổng tán như vậy là 60 nha cô chú. Trong hình thân đó đây. Đây là 32. Tổng cụm như thế này là 72 nha. Dạ. Rồi là mã số 16 này giao lưu với cô chú là 700 ngàn thôi. 700 ngàn ha. Dạ. Đế cô chú thấy mà cắt mà nó kéo bít bít hết trơn. Dạ. Cái này có nét cây cô chú, có nét cây lắm. Mà cắt ngọn kéo bít luôn. Dạ. 700 ngàn ha chú, về quýnh bạc phong lại cũng được. Rồi em xin đổi cây. Tiếp tục là cây sắp đế. Sắp đế. Đây. Cái này từ cây đi. Ồ, lẻ đi anh ơi. Rồi. Cái này lẻ mà giá rẻ đi. Dạ. Cái này gò công anh hay là dòng nuôi da đen? Cái này thôi? Nuôi da đen lá lớn. Da đen lá lớn. Rồi. Sắp có sắp đế hay không chú? Có sắp đế. Dòng này thì có sửa sang đế. 16 rồi phải không? 10 cái này tới 17. Rồi, đây đế đẹp nha. Cái này mình không thích tông cao thì mình có thể cắt lùng lại nha. Đây, cắt chuyển hướng này, chỗ này cũng đẹp nữa nè. Đó. Dạ. Cái này mã số 17 này em giao lưu với cô chú là 700 ngàn nha. Ý 400 ngàn. 17. 400 ngàn. 400. Dạ. Hoành thân tại thước đây là 18 nha. Còn cái bầu, cái đế nó hết bầu, em đo cái bầu đi. Đây là 26. Chiều cao của cây 60. Dạ. Đây, giao lưu là 400 ngàn cho mã số 17. 400. Rồi, em xin đổi cây. 18. Cái này em giao lưu một cặp đi. Đây, em cầm. Cái này đây cũng khéo nè. Cái này em sẽ lâu lưu luôn cái chậu nha. Chiều cao 18. Hoành thân là 19. Còn cái đế, bể đế ngang là 30. Còn cái này nó chiều cao bằng giết lông, cái thân cũng bằng giết lông nha. Rồi tàn gớt là 18. Là luôn cái chậu. Một cặp này em giao lưu 900 luôn. Hai cây. Cho mã số 18. Dạ. Rồi em xin đổi cây. Rồi. Rồi. Tiếp tục 19. 19. Cây này đẹp nha cô chú. Dáng hai dáng và thân lắc luôn nha. Cái này giao lưu cô chú là 600. Thân lắc anh ha, đế bệ đế này đẹp nha cô chú. Cây này đế đẹp. Chiều cao là 38 nha. Hoành thân tại thước đây. Đây là nó 24. Còn đế thì hết cái bầu luôn. Đây là cái bầu 29. Rồi, mã số 19 này giao lưu 600 thôi. Dựng thân nó giót nè, nó lắc nè, ngang lắc từ dưới lên trên luôn, đế đẹp luôn. Dạ. Rồi, xin đổi cây. Rồi. 20. 20. Là một cây này em giao lưu với cô chú là 600 ngàn không chậu. Rồi, hết giá luôn. Dạ. 600 thôi nè cô chú ơi. Chiều cao. Cây này già lắm, nó già. 39. Tổng tán như vậy là 63. Rồi hoành thân trên đây là 24. Rồi như vậy thôi có chút. Cái này rút chậu quá bầu. Cây này già nha. Mã số 20 này em giao lưu là 600 thôi. 600 rồi. Chậu hay chú. Rồi em xin đổi cây. Rồi 21. Cây miệt quế dáng đổ nha. Cái gọng nó co, cái điểm co này lắc này rất đẹp nha. Dạ. Rồi nó đang bung tược mới nè, bung lụa rất là nhiều nha, nên nó mạnh cây. Chiều cao đây là 17 nha, tổng tán hết như vậy đây là 41. Còn hoành thân nó bự bằng cái chiếc lông chính giữa vậy nè cô chú. Đường nét sửa cũng lắc cây nè, nói chung đủ chi cành hết, nói chung cũng tạm là hoàn thiện đi. Rồi cái mã số 21 này em giao lưu là 600 cả chậu luôn nha. 600. Dạ, luôn chậu luôn. 22 vẫn là một quế nữa. Đây, cây này nó có cái tán chủ sữa này, cái gọng này cũng khéo nè. Chiều cao 28. Tán vậy 41. Rồi cái này bằng đầu nhỏ cái chiếc lông thôi. Rồi em giao lưu cả chậu luôn là 600 ngàn.
cho mã số 22. Dạ, đây, mì quế nhỏ nhưng mà già. Cái này già dữ lắm nha. Nhỏ đường thân đó nè, đường thân sửa từ nhỏ nha, không còn bông dây chỗ ở điểm này. Chỉ còn điểm dây những cái cành ngoài thôi. Nhỏ nhưng mà già khéo nha cô chú. Dạ, dòng để bàn ha chú. Rồi, bông dạ, sai để bàn mà có luôn cái trậu nha cô chú. Dạ. Rồi, tiếp tục. 23. Cái tùng tiếp nha. Cái tùng. 500.000 thôi. Tùng này cũng nhỏ mà già nó dạ, nữa chú ơi. 500.000 cả chậu luôn. Hai đường thân nó khéo nha. Rồi em xin vào thông số. Chiều cao 25. Tổng tán bên đây qua tới đây là 57. Rồi hoành thân nó như vậy. So sánh với chiếc lông giùm em. Là cả chậu luôn 500 nha chú. Dạ. Rồi cho mã số 23. Một cái tùng. Rồi em xin đổi cây. Dạ. Tiếp tục cây mai chú thủy. Da đen lá lớn nha, tàn cũng hoàn thiện rồi. Cũng mít quýt cắt nó cũng gần hết rồi. Quýt cắt rồi hết anh ha. 24. Thú chồm chồm như này dạ, chú ơi. Chiều cao 46. Tổng tán như vậy là 67. Tán ngang đây là 52. Thân đâu tại thước đây nha. Ở đây là 30. Còn điểm dưới đây nó tới cổ này là nó 67 á. Dạ. Rồi mã số 24 này gút chậu bó bầu là 600 nha. 600 anh ha. Ừ. Các đế ghế là bít hết trơn rồi ha. Dạ. Chút cái này nuôi lâu lắm. Cái này nuôi lâu rồi nha cô chú. 600.000. Dạ. Về chơi hoa không cũng được chú ơi. Dạ. Dặn mấy cái chi này lại ha. Mâm tay có sẵn ở trên nè. Chú cứ dặn cho tròn lại là mâm mâm dĩa dạ, dĩa lấy bánh hoa rồi từ mảng đẹp lắm cô chú. Cái này chỉ 600.000 thôi nha. Cái này là mình mua cái phôi không, mình làm như vậy rất lâu nha. Dạ. Rồi em xin đổi cây. Rồi. Tiếp luôn. Rồi. Tiếp tục là một cái em cần thang. Nãy cũng tuốt lá mà tuốt không hết nữa. Cho cô chú xem dần xương á. Chiều cao như vậy là 35. Oh, tổng tán gớt từ đây tới đây. Đây là nó 60 dân cô chú. Còn cái này nó nguyên cụm đo thì sao đây. Đo cụm này đi. Rồi em dùng cái dứt lông để vô đừng cho thấy cái bự độ lớn. 37 hoành chỗ đó nha. Rồi dứt lông em để vô đây cho cô chú nhìn thấy cái độ lớn của cây nha. Dạ. Yeah. Độ lớn của này nè. Nó bự. To, lớn. Mã số 25. Cây cần thăng này gút chậu bó bầu. Giao lưu với cô chú là 600.000 thôi. Vậy là cho nó cây chậu đẹp nha cô chú. Dạ. Yeah. Phần trên này rất quái nè cô chú, cành đổ nè ha. Đó, về mình làm một cây đổ nhỏ nhỏ để có thể là khui đế xuống nữa, rồi mua cái chậu ống để vô cho nó làm lại một chỉnh chuông chút xíu nữa đẹp nha. Ra từ mảng là nha cô chú. Đây. Rồi em xin cho lưu là 600 thôi. Chú ơi. Dạ. Hai giá. Đại hai giá cô chú ơi. Đại hai giá, không có cây nào tự giờ chưa cái nào trên triệu hết trơn. Dạ. Rồi, cái đây mấy trăm, mấy trăm thôi. Đây. Cây này cây chung nu nha. Chung nu. Mã số 26. Rồi, mấy xị ra. Cái này là 9 xị thôi. 9 xị ha. Rồi, cái này là tán tàn nó đẹp hết rồi. Mua một cái phôi mà làm được có như vậy thì nó quá mất thời gian lâu đi. Thay vì mua cái này về để bàn luôn nha. Chiều cao 30. Tổng tán như vậy là 54. Rồi tổng cái cụm đi. Tổng cụm vậy. Ở đây là nó 44. Dạ, dạ. Rồi mã số 26 này là em giao lưu 900.000 không chậu nha. Giờ cũng là mã số cuối clip của chú. 900 anh ha. Dạ. Hết chưa anh? Hết rồi. Hết rồi ha. Ừ, mã số cuối clip của clip này. Rồi. Dạ. Rồi em rất cảm ơn cô chú đã ủng hộ cho em và cũng ủng hộ cho kênh Lộc Tỉnh Miền Tây nha. Em xin cảm ơn cô chú nhiều. Dạ, ủng hộ anh Vinh clip này ha chú. Những cái cây khuyến mãi giá cực kỳ mềm. Rất đẹp nha cô chú. Dễ chơi. Dạ. Dạ. Rồi và quý chú xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và giao lưu với anh ha. Dạ. Con chân thành cảm ơn quý chú rất nhiều. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.